ngay như vậy luôn để mình gắn nó không bị rớt nha. Đó là chơi xong không có lo bị mất cái miếng nào đâu. Mọi cái bìa là gắn vô được rồi này nha. Là vào trong này mình sẽ gắn vô đây. Ví dụ chỗ này có đây nè. Con dê nè. Con gà nè, gà bên này nè. Rồi, tiếp theo bên này đó. Rồi bạn lấy cái con gà bên này. Mình gắn qua bên này. Đổi cái gì đó lại. Bên này con dê nè. Con heo này nè. Đó. Xong rồi phút cuối là gắn hết lên đây. Mà chơi cái này là rất là trí tuệ luôn á. Sẽ kích thích bé biết cách thông minh nè, vận động suy nghĩ. Nhiều luôn, hoặc đến từ 1 đến 100. Nhưng mà mở ra là rất là nhiều bất ấp luôn. Quỹ này rất là hiếm nha mọi người. Con mắt đẹp chưa, mắt đẹp luôn. Nó chuyển động nè. Đó, lên đó đẹp đó. Này cái chỗ này nó chuyển động nè. Nó có cái dây nha. Nên nhiều nhiều con đẹp lắm. Đó, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Dạy bé học ngăn nắp gọn gàng nè. Đó đây là sẽ là từng ngăn trong cái tủ lạnh của mình nè. That's no good. Đó mình sẽ xếp từng ngăn đồ ăn. Này nó miêu tả giống như nó mô phỏng cái tủ lạnh nè. Còn cái tủ chứa đồ. Rất là hay luôn á. Now you try put up food này. Bây giờ bỏ đồ vào nha. Bỏ vô nè. Đó. Dễ thương ghê. Dễ thương luôn á. Tủ này của mình là sách mới nha. Quay rất là mượt. Mới nên rất là mượt. Và đằng sau bộ mới là nó sẽ có cái mã QR này nè. Mình quét lên là mình nghe audio luôn. Mình sờ chạm ở đây, hình rất là dễ thương. Rất là và ngủ ngon nè. Đây là củ vải lỉ, các loại khủng long. Nè các con sẽ nhìn vào đây rồi mình tìm nha. Mình mở lên cho mọi người ví dụ như ở đây cái con trâu phao phải hả? Nhưng mà nhiều con lắm á. À đây, mẹ con trâu này nè, đúng rồi. Những này trắng mặt thôi. Đó, kiểu này như vậy á. Kiểu này khá là như vậy nha. Quá trình ảnh luôn á. Nhiều lắm sao mà chơi luôn. Mình nó khá thăm thăm nè. Thì người này, này học về người nè, người Pháp, người Tây Ban Nha về cách đặc điểm mô tả nè, đó về cái khuôn mặt nó trông như thế nào, người Ý, người Châu Phi nè, Canada, Nga, Mexico và đặc điểm cái nón Mexico là bị phủ dân da đỏ nè. Trời ơi nó hồn quá mọi người ơi. Cái này rất là hay và dày với nha, nặng lắm. Thùng này là mấy cái quyển của mình nó còn to nặng nặng không hả? Quyển này rất là mới luôn, lật mở. Rồi cuối cùng là sợi chạm ở đây nè. Rồi, sang quyển này, đó, cái tem stamp là mình sẽ để tờ giấy vào đây và con sẽ vẽ theo cái hình này. Nè, học từ ngắn đơn giản. Là học đếm 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 con khỉ. Lật qua từng trang là các con khỉ nó sẽ mất dần nha. Nó sẽ rớt xuống dưới giường. Đây con khỉ là bằng nhựa dẻo cứng nè. Bằng nhựa dẻo cứng. Đây là một quyển đối tay.
thêm một quyển gối nữa rất là mới luôn, về stylet luôn. Quyển này học từ rất là dễ nè, dễ thương á. Và quyển này mình rất thích nha, học về màu sắc mà nó thông qua cái câu chuyện nó rất là vui luôn á. Quyển này rất là vui và hài. Này nó có mấy cái lục lỗ nè. Dễ thương lắm. Rồi cũng cái dạng lục lỗ đó, mình có cái quyển này size to nè, đó thấy không? To không? Đó, là coi đường kem. Các con vật nó kêu. Nó vật nó kêu. Quyển này trên rất là dày nhá. Nhau.